À, con đợi đợi tí 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 thầy gửi cho nhá. Thì đây. Cái vector n đây này. Cái vector là gọi là vector pháp tuyến của mặt phẳng nha. Cho mặt phẳng alpha, vector n gọi là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha nếu giá của n vuông góc với alpha. Giá của vector n này này vuông góc với mặt phẳng alpha. Và vector pháp tuyến của một mặt phẳng là nó sẽ là gì? Khác vector không nha, nhớ là khác vector không, đây là định nghĩa. Cứ là cái vector nào mà vector n gọi là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha nếu giá của n vuông góc với alpha, ký hiệu như thế. Như vậy một cái mặt phẳng thì nó có bao nhiêu vector pháp tuyến con biết không? Có vô số vector pháp tuyến, như vector này này là vector pháp tuyến, thì cái vector này cũng là vector pháp tuyến này. Hiểu không? Và cái vector này cũng là vector pháp tuyến. Tất cả các vector pháp tuyến này nó như thế nào với nhau, nó cùng phương. Do đó người ta nó có một cái chú ý này. Nếu n là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha thì cái vector k nhân n với k khác không cũng là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Tức là vector pháp tuyến là một cái mặt phẳng thì có vô số vector pháp tuyến, và tất cả các vector pháp tuyến này nó như thế nào với nhau, nó cùng phương với nhau. Hiểu không? Cho nên có thể hiểu một cách nôm na là nó song song với nhau, nhưng mà thực tế là không có khái niệm vector song song nha con. Trong chương trình sách giáo khoa người ta không định nghĩa vector song song, mà chỉ nghĩa định nghĩa là vector cùng phương thôi. Nhưng mà ta có thể là nhìn bằng mắt thì ta có thể hiểu là nó song song, là hiểu thôi, chứ thực ra thực tế là không có định nghĩa nha con. Đấy. Một cái mặt phẳng có vô số vector pháp tuyến và tất cả các vector pháp tuyến nó cùng phương với nhau. Như vậy mặt phẳng có vô số vector pháp tuyến nha. Rồi, nếu hai vector AB không cùng phương mà có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng alpha thì n bằng. Thế là có nghĩa là con nhớ chúng thầy này. Ví dụ ta hiểu một cách nôm na như này, n này. Cái vector n an này là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha, thì ở trong mặt phẳng alpha này ví dụ có một cái vector a nhỏ nào đó nằm ở đây. Nếu trong mặt phẳng alpha này có một cái vector a nhỏ nào đó. Hiểu một cách nôm na là có một cái vector a nhỏ nằm trong mặt phẳng alpha, nằm trên mặt phẳng alpha, hay là mặt phẳng alpha chứa cái vector này. Rồi có một vector b nhỏ nào đó nằm trong mặt phẳng này. Hiểu một cách nôm na như thế. Thì khi đó cái n alpha này này, cái n này nó sẽ vuông với a, n alpha này chắc chắn là sẽ vuông với vector a, và n alpha này này chắc chắn sẽ vuông với vector b. Mà n mà vuông với vector a, n vuông với vector b thì n nó sẽ bằng gì? Tích có hướng của a và b. Thấy nha. Tức là để tìm tìm vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha, phải không? Để tìm vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha thì ta đi thường ta đi tìm hai cái vector mà vuông góc với vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Tức là nếu có một vector thứ nhất là vector a vuông với n alpha, nếu có vector thứ hai là vector b vuông với n alpha, thì cái n alpha này bằng tích có hướng của vector a với vector b. Cái vector pháp tuyến này, này nó sẽ bằng tích có hướng của vector a với vector b. Đấy. Đó, ví dụ như cái mặt phẳng này con lập phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm ABC nhá. Dù thầy có một cái mặt phẳng alpha, mặt phẳng B này, mặt phẳng B này thực ra mặt phẳng B này chính là mặt phẳng ABC. Người ta gọi là mặt phẳng đi qua ba điểm ABC. Nếu thầy gọi NB này là vector pháp tuyến của mặt phẳng B thì chắc chắn là NB này nó sẽ vuông với cái vector gì đây? Vuông với vector AB. Và cái NB này này chắc chắn nó sẽ vuông với vector gì? AC. Con kiểu hiểu tương tự thì kiểu như kiểu là cái đường thẳng này không? Thực ra cái này giá hay không? Giá của vector á. Giá của vector là đường thẳng hay không? Thì ta có thể hiểu một cách nôm na như kiểu là đường thẳng á, một cái đường thẳng mà vuông với mặt phẳng này. Vuông với mặt phẳng này thì nó sẽ vuông với tất cả mọi đường. Này vuông với đường này này. Thì nó vuông với đường này không? Mà vuông với đường này thì là vuông với vector này. Mà vuông với đường này thì là vuông với vector này. Đó, tức là NB là vuông với mặt phẳng B không, thì NB sẽ vuông với vector AB. Và NB vuông với vector AC. Mà NB mà vuông với vector thứ nhất, NB mà vuông với vector thứ hai
thì cái NB này nó sẽ bằng vectơ tích có hướng của vectơ AB với vectơ AC. Đây là cách tìm vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng. Muốn tìm vectơ pháp tuyến của một phẳng mặt phẳng thì con phải đi tìm hai cái vectơ mà vuông góc với cái vectơ pháp tuyến đó. Thì khi đó là cái hai cái vectơ đó con lấy tích có hướng thì nó ra cái vectơ pháp tuyến luôn. Đấy. Nếu ABC phân biệt này không đồng phẳng à, không thẳng hàng đấy, không thẳng hàng chứ. Thì cái vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng ABC là bằng tích có hướng của vectơ ABAC. Thì đây là một số cái khái niệm về vectơ pháp tuyến nha con. Vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng là một cái vectơ mà có giá vuông góc với mặt phẳng. Và vectơ đó phải là vectơ khác vectơ không. Đúng không nào? Và một mặt phẳng thì có vô số vectơ pháp tuyến. Và tất cả những cái vectơ pháp tuyến đó là cùng phương với nhau. Nếu vectơ n mà vuông với vectơ AB, nếu n mà vuông với AC thì n chính là bằng tích có hướng của ABAC. Và cái thứ hai là ta cần quan trọng nhất này trong cái bài này này là phương trình tổng quát của mặt phẳng nha con, phương trình tổng quát của mặt phẳng. Một mặt phẳng alpha đi qua một điểm cho trước tức là con muốn lập phương trình mặt phẳng alpha. Con muốn lập phương trình mặt phẳng alpha thì con cần phải biết hai yếu tố nha con, cần phải biết hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là điểm đi qua. Muốn lập phương trình mặt phẳng alpha này thì ta cần biết hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là điểm đi qua, nó qua điểm M có tọa độ là x0, y0, z0, nó đi qua một điểm nha con. Và nó phải có một cái vector pháp tuyến. Có vector pháp tuyến là n alpha bằng ABC. Đương nhiên vector pháp tuyến của một mặt phẳng thì không bao giờ bằng vector 0 nha, nó phải khác vector 0 nha. Tức là nếu cả ba cái con này cùng bằng 0 thì cái vector này không thể là vector pháp tuyến của một mặt phẳng được. ABC không đồng thời bằng 0, có thể là hai con bằng 0, một con khác 0 cũng được. Nhưng mà cả ba con này bằng 0 không được nha con. Cho nó vector pháp tuyến là khác vector 0. Một mặt phẳng alpha mà đi qua một điểm cho trước có tọa độ là x0, y0, z0 và có vector pháp tuyến là ABC. Thì phương trình tổng quát của mặt phẳng alpha nó có dạng là A lớn x y0 cộng B lớn y trừ y0 cộng C lớn z trừ z0 bằng 0. Thì trong này nó có một cái mặt phẳng gọi là mặt phẳng đoàn chắn nha con. Mặt phẳng đoàn chắn tức là nếu có một cái mặt phẳng nào đó, một mặt phẳng nào đó mà nó cắt trục OX tại điểm A, cắt trục OY tại điểm B, và cái đoàn này này, cái đoàn OA này là bằng A nhỏ này. Đoàn này A nhỏ à, cắt trục OY tại điểm B và điểm B, đoàn này B nhỏ này. Cắt trục OZ tại điểm C này. Đoàn này C nhỏ. Thì khi đó cái mặt phẳng đi qua ba điểm ABC này nó có dạng là x trên A cộng y trên B cộng z trên C bằng 1. Cái phương trình này gọi là phương trình đoàn chắn. Nhớ là ABC phải khác không nhá. Không được bằng 0. Đấy. Thì có hai loại phương trình mặt phẳng. Một loại là cái loại này đặc biệt thôi, không loại này phương trình đoàn chắn. À, con học ở lớp 10 này không? Phương trình đoàn chắn cho hệ trục tọa độ OY là x trên A cộng y trên B bằng 1 này không? Đó là phương trình đoàn chắn của đường thẳng. Thì ở lên không trong không gian thì cái đường thẳng nó kiểu nó biến thành cái mặt phẳng. Nó biến thành cái mặt phẳng. Nó quy đổi thành cái mặt phẳng thì là lúc đó là x trên A cộng y trên B cộng z trên C bằng 1. Một mặt phẳng mà cắt trục OX tại điểm A có tọa độ là A 0 0, hoành độ của nó là A. Cắt trục OY tại điểm có tung độ là B. Cắt trục OZ tại điểm có cao độ là C. Thì lúc đó là phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm ABC, tức là cái mặt đó gọi là mặt chắn á. Nó có dạng là x trên A nhỏ cộng y trên B nhỏ cộng z trên C nhỏ bằng 1. Và con nhớ cái thuộc cái này để con làm cho nhanh. Rồi bắt đầu ta làm ví dụ này. Ví dụ ở đây. Lập phương trình mặt phẳng B, biết B đi qua ba điểm ABC. Đấy. Thì hồi nãy trên này thầy nói rồi ha, đây này. B đi qua thì ba điểm ABC nha, lập phương trình mặt phẳng này. Thì muốn lập phương trình mặt phẳng thì con cần phải có hai yếu tố nha con. Muốn lập phương trình mặt phẳng B này, con cần phải có hai yếu tố là phải biết điểm đi qua, phải qua x0, y0, z0, tức là phải biết điểm đi qua. Và phải biết cái thứ hai phải biết là gì? Một cái vector pháp tuyến.
phải viết được một cái vector phát tuyến là NB bằng là ABC. Đó, thì khi đó là phương trình mặt phẳng B nó sẽ có dạng như sau: A lớn x trừ y zero cộng B lớn y trừ y zero cộng C lớn z trừ z zero bằng 0. Đấy, nói tóm lại muốn lập phương trình mặt phẳng thì cần một điểm đi qua, đúng không, và cần một vector phát tuyến. Thì con nhớ cho thầy này, ví dụ cái mặt phẳng B đi qua 3 điểm thì con chọn điểm nào đi qua cũng được, thì con chọn điểm A cho đẹp và số nó đẹp nhất nhá. Thế như nào, như vậy mặt phẳng B này à, và con chú ý như này, cái mà ví dụ như đây là cái mặt phẳng alpha B của ta này, cần lập đây này, đây là mặt phẳng B cần lập. Mặt phẳng B đi qua điểm A, đi qua điểm B và đi qua điểm C nhá. Đây, còn đây là NB này, cái vector phát tuyến của NB này. Thì cái NB này nó có vuông với cái vector AB không con? Có. À, có NB này, nó vuông với vector AB. Tức là NB là cái vector phát tuyến của mặt phẳng B, thì NB nó sẽ vuông với cái mặt phẳng, vuông với cái AB nha con. Bởi vì AB nó nằm trong mặt phẳng B à. Thì NB có vuông với AC không? Có. Một cái vector nào đó mà vuông với hai vector cho trước thì cái vector đó sẽ bằng tích co hướng của hai vector. Thì suy ra NB bằng gì? Tích co hướng của vector AB và AC. Như vậy là với cái vector phát tuyến của cái mặt phẳng đi qua ba điểm ABC chính là tích co hướng của vector AB với AC. C. Nha. Đấy. Thì đầu tiên ta tính cái vector AB nha. Muốn giải bài này thì đầu tiên câu A này. Còn tính cho cái vector AB ta có vector AB. Cái vector AB thì bằng xB trừ A nhá, là 4 trừ 1 là 3. Vector AC là vector AB nhá, IB trừ IA là trừ 4. ZB trừ ZA là trừ 4 luôn. Thấy không? XB trừ A là 4 trừ 1 là 3 ha. IB trừ IA là trừ 2, trừ cho 2 là trừ 4. ZB trừ ZA là trừ 4 luôn, đó là vector AB. Cái vector AC, vector AC là XC trừ XA là 2. IC trừ IA là trừ 3. ZC trừ ZA là trừ 1. ZC trừ ZA là 2 trừ cho 3 là trừ 1 cho con. Rồi, như vậy từ đó con suy ra NB này. NB tức là vector phát tuyến của mặt phẳng B á. Vì cái mặt phẳng B nó đi qua 3 điểm ABC nè con. Nó đi qua 3 điểm ABC ha. Có nghĩa là mặt phẳng B nó chứa cái vector AB, mặt phẳng B nó chứa cái vector AC. Mà NB, cái N này là vector phát tuyến của mặt phẳng B, thì cái N này này nó sẽ vuông với vector AB. Đây này. Cái NB này nó sẽ vuông với vector AC. Mà NB mà vuông với vector AB mà NB là vuông với vector AC thì NB sẽ bằng tích co hướng của hai vector này nha. Vậy NB là bằng AB AC. Đó. Bằng tích co hướng của vector AB và AC. Thì tích co hướng thì con biết làm rồi ha, con có thể dùng máy tính cũng được. Đây thầy không tính máy tính nha, thầy muốn tính hoành thì chế hoành đi, chế cái này nha, tính hoành chế hoành đi. Thì là con lấy này, nhân xuôi này, trừ nhân ngược, nhân xuôi là 4 nha con, nhân ngược là trừ 12 là trừ 8 nha, trừ 8. Như vậy kết quả của nó là trừ 8 nha. Đó, rồi, tính hoành chế hoành là tính tung chế tung này. Chạy cái này đi, nhân xuôi là cái lấy cái này nhân cái này, trừ nhân ngược là trừ 3, trừ 3 nha con, cộng cho 8 là 5 ha, 5, đổi dấu thành trừ 5, nhớ cái giữa là đổi dấu nha, đổi dấu thành trừ 5. Rồi tính cao thì chạy cao đi, chạy cái này đi, nhân xuôi, trừ nhân ngược, trừ 9 cộng 8 là trừ 1. Đấy, như vậy vector phát tuyến của nó là trừ 8, trừ 5, trừ 1. Thầy tính tay nhé, còn con tính máy cũng được. Rồi, như vậy là cái mặt phẳng alpha này, ý thứ nhất nhé, ý thứ hai này, bây giờ cái mặt phẳng alpha, mặt phẳng B nhé. Mặt phẳng B cần lập của mình là nó bây giờ nó đi qua điểm nào? Nó qua điểm nào, con chọn điểm nào được trong 3 điểm này này, con chọn điểm đi qua là điểm nào được. Vì cái mặt phẳng B nó qua 3 điểm mà, con chọn một điểm đi qua thôi. Thầy chọn điểm A cho nó đẹp nha, điểm A đẹp nhất đấy. Điểm A có tọa độ 1, 2, 3. Và nó có vector phát tuyến là NB là bằng
trừ 8 trừ 5 trừ 1. Đấy. Thì lúc này á lúc này thầy nói con này, lúc này là cái phương trình mặt phẳng B này có dạng là A lớn x trừ y zero nha, cộng B lớn y trừ y zero cộng C lớn z trừ z zero bằng gì? Bằng không. Đây là công thức nha con, đây là công thức mà A lớn là cái gì? A lớn là hoành độ của vectơ phát tuyến, A lớn là con này này. A lớn là con này này. A lớn là con số 8. Nghe không? A lớn là hoành độ của vectơ phát tuyến. Này, A lớn là con số 8. B lớn là ai? B lớn là con số này này. Số trừ 5 và C lớn là con mấy? Con số 1. Nha, C lớn là con số 1. Đấy. Đó là cái mặt phẳng B đi qua này. Con Ichiro là con nào? Ichiro đây này. Ichiro là hoành độ điểm đi qua, hiểu không? Ichiro là ai? Ichiro đây này. Là tung độ của điểm đi qua và Z0 là cao độ của điểm đi qua. Nhớ chưa nào? Đó, trong lớp 10 ấy, hiểu không? Trong lớp 10 thôi. Rồi con ra vô cho thầy này. A lớn là mấy đây? A lớn là trừ 8 nha, trừ 8. X trừ Ichiro là X trừ 1. Ichiro là con này, Ichiro là con này này. Nha, Ichiro là con 1. Rồi, xong. Còn B lớn là ai? B lớn là con trừ 5 này. B lớn này này, B lớn trừ 5. Y trừ Ichiro, Y trừ Ichiro là con số 7, số 2 này. À, rồi C lớn là mấy đây? C lớn là trừ 1. Z trừ Z zero là Z trừ 3 bằng không. Rồi con nhà con nhân phân phối rồi con rút gọn lại cho thầy á, là trừ 8 x này, con chỗ này trừ 5 y này. Này thằng này nhân vô là trừ 8 x này, thằng này nhân vô là trừ 5 y này, thằng này là trừ Z này. Rồi gom lại số này là cộng 8 này, cộng 10 là 18 nha con. 18 mà cộng 13 này là 21 ha, 21. Cộng 21 bằng 0. Đó, như vậy thầy lập xong cái mặt phẳng B đây, cái mặt phẳng B đây. Cái mặt phẳng B là có dạng này. Thì cái phương trình này người ta gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng. Cái mặt phẳng mà sau khi thu gọn lại thì nó có dạng như thế này các con. Cái phương trình mặt phẳng mà sau khi thu gọn lại thì nó có dạng như này. Thì cái phương trình này gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng alpha. Được không? Nếu alpha có dạng x cộng b cộng cz cộng d bằng không thì đây là phương trình mặt phẳng, phương trình tổng quát của mặt phẳng alpha nha con. Đấy. Và trong đó khi mà giả sử khi mà con có một cái phương trình mặt phẳng như thế này thì lập tức con suy ra là cái vector pháp tuyến của nó là a lớn b lớn c lớn nha con. Đó. Nghe không? Vector pháp tuyến của nó là a lớn b lớn c lớn. Nếu có một cái mặt phẳng được viết ở dạng tổng quát là a lớn x cộng b lớn y cộng c lớn z cộng d bằng không thì cái vec các cái hệ số nằm trước x, y, z này là các cái hệ số của vectơ pháp tuyến. Là hệ số nằm trước x là hoành độ của vectơ pháp tuyến. Và đây là a này. Hệ số trước y là tung độ của vectơ pháp tuyến và hệ số trước z là cao độ của vectơ pháp tuyến. Còn cái d này là hệ số tự do. Nha, hệ số tự do. Đấy. Như vậy thầy đã lập được câu a nhá, lập phương trình mặt phẳng b đi qua ba điểm a, b, c. Lập phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AC. Thì con nhớ chúng ta cái mặt phẳng trung trực mà con học ở lớp 11 rồi, con có học mặt phẳng trung trực rồi nha con. Mặt phẳng trung trực của đoạn AB là một cái đoạn, là một cái mặt phẳng mà đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn đó. Hiểu không? Như vậy là câu B này. Câu B. Đây ví dụ con tưởng tượng đây. Đây thì có cái mặt phẳng đấy ha, thì cái mặt phẳng trung trực của đoạn AB này, bây giờ đây đây. B đây, A đây nha. A đây này. A đây. B đây. Thì cái mặt phẳng trung trực của đoạn AB là cái mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn AB. Y là trung điểm của đoạn AB và vuông góc với đoạn AB nha con. Vuông góc với đoạn AB. Đó, nó vuông góc với đoạn AB. Đó. Như vậy là con nhớ chúng thầy này, cái vậy thì mặt phẳng B này này. Cái mặt phẳng B này là mặt phẳng trung trực của đoạn AB. Thì lúc này cái mặt phẳng B này nó vuông góc với cái đoạn AB. Mà vuông góc với đoạn AB thì dẫn đến là vuông góc với vectơ AB.
Vậy thì cái vector mà nó vuông góc với mặt phẳng B thì cái vector đó chính là cái vector gì con? Vector pháp tuyến. Một cái vector nào đó mà vuông góc, có giá vuông góc nha con. Thầy nói vuông góc thì không đúng, không có định nghĩa vector vuông góc với mặt phẳng. Không? Mà đúng không? Cái vector AB này ha. Có giá vuông góc với mặt phẳng, được chưa nào? Thì cái vector đó gọi là vector pháp tuyến. Thì ta hiểu một cách đúng ra là vector đó vuông góc với mặt phẳng nha con. Hiểu một cách như thế. Đó, cái vector AB nó vuông góc với mặt phẳng B. Vector AB vuông góc với mặt phẳng B. Thì dẫn đến cái vector AB chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Vậy cái vector pháp tuyến là bây giờ thầy hỏi con là muốn lập phương trình mặt phẳng B. Muốn lập phương trình mặt phẳng B thì ta cần mấy yếu tố? Ta cần hai yếu tố, đó là điểm đi qua và vector pháp tuyến. Vậy ở câu B này, vector pháp tuyến có chưa? À, ở đây là trung trực của đoạn AC chứ không phải đoạn AB nha con. Trung trực đoạn AC thầy sửa lại chỗ này. Này, cái này là AC cho đó. Đây là cái mặt phẳng B này ha, mặt phẳng B cần lập này. Như vậy nó đi qua qua Y. Đó là trung điểm của đoạn AC nhá. Mặt phẳng trung trực là đi qua trung điểm của đoạn đó. Và thứ hai là có vectơ pháp tuyến này, có vectơ pháp tuyến là NB bằng là cái mặt phẳng B này nhận cái vector AC làm vector chỉ phương luôn nhé, à, vector pháp tuyến luôn nhé. Đó, cái vector AC nó vuông góc với mặt phẳng B không? Thì cái vector AC chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Một cái vector nào đó mà vuông góc với mặt phẳng phẳng B thì cái vector đó chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng B. À, thì bây giờ nói tóm lại là con cái vector AC con tính được không? Vector AC thì tính dễ dàng hiểu không? Tại mình có điểm A, điểm C này không? Mình tính được vector AC. Hiểu không? Hay vector AC này. Ở câu 1 nha, tức là A với C là ở câu 1 đây này. Điểm A đây, điểm C đây này. Về vector AC thì hồi nãy mình tính ở đây rồi, tính đây rồi ha. Là 2 trừ 3 trừ 1 nha. À, vector AC có rồi. Còn trung điểm của đoạn AC thì cái điểm Y này, Y là trung điểm đoạn AC. Y hoành độ của điểm Y thì bằng hoành độ điểm A cộng hoành độ điểm C chia 2. Hoành độ điểm A là 1, hoành độ điểm C là 3. Chia 2 là 2 nha. Đúng không nào? Tung độ điểm Y thì bằng tung độ điểm A cộng tung độ điểm C chia 2. Tung độ điểm A là 2. Tung độ điểm C là trừ 1. 2 mà trừ cho 1, 1 chia 2 là 1 phần 2. Cao độ điểm A là 3 cộng cao độ điểm C chia 2 là 5 phần 2. Như vậy mặt phẳng B này có điểm đi qua là 2, 1 phần 2, 5 phần 2. Tức là cái con này này. Hoành độ cái con này chính là Y0 nhá. Con này là không vai trò công công thức này không? Còn con này là Y0 này. Hoành độ của điểm đi qua là Y0. Tung độ của điểm đi qua là Y0. Và cao độ của điểm đi qua là Z0. Còn hoành độ của vectơ pháp tuyến là A lớn. Tung độ của vectơ pháp tuyến là B lớn, cao độ của vectơ pháp tuyến là C lớn. Như vậy cái mặt phẳng B bây giờ ta làm chưa quen thì ta làm từ từ nhá. Cái mặt phẳng B này có dạng A lớn x trừ y0 cộng B lớn y trừ y0 cộng C lớn z trừ z0 bằng mấy? Bằng 0. Rồi con thay vô. A lớn là bằng mấy? A lớn là ai? A lớn là số 2 này. A lớn là hoành độ của vector pháp tuyến x trừ y0. y0 là ai? y0 là chính là hoành độ của vector của điểm đi qua. x0 là hoành độ của điểm đi qua. Mà hoành độ điểm đi qua là số mấy? Số 2. Rồi, cộng cho b lớn là trừ 3 nha. Y trừ y0. y0 là tung độ của điểm đi qua là trừ 1 phần 2. Cộng C lớn là trừ 1
Z-0 là Z-5/2 bằng 0. Rồi con tương đương cho thầy 2x-4. 2x-4 nha, trừ cho 3y, còn 3/2 nha. Đấy, trừ cho Z, cộng cho 5/2. Rồi con quy đồng lên thôi, quy đồng lên, nhân 2 với cho 2 đi. Thì ra là 4x à, trừ 6y à, trừ 2z. Còn chỗ này là trừ 8 này à, thì nhân 2 lên là trừ 8 này. Chỗ này 3 hay không, trừ 8 mà cộng 3 là trừ 5. Trừ 5 chỗ này cộng 5 là mất ha, là hết rồi. Kiểm tra cho thầy cái nhé. Đấy. Đấy, 3 phần 2 cộng cho 5 phần 2 là 8 phần 2 là 4 này, trừ 4 mất ha, mất hết. Như vậy ta có phương trình, con có thể làm đẹp bằng cách là chia 2 với cho 2 đi. Chia 2 với cho 2 được mà, đúng không? Chia 2 với cho 2 được. Như vậy là 2 trừ 3y trừ z bằng 0. Đó, như vậy ta được phương trình là 2 trừ 3y trừ z bằng 0. Đó là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AC nhá. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng nào đó thì nó mang hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nó sẽ nhận cái vector đó, vector mà nối hai đoạn thẳng đó làm vector pháp tuyến. Tức là mặt phẳng trung trực của đoạn AC là có vector pháp tuyến là vector AC và nó đi qua trung điểm của đoạn AC. Đấy, nó làm phương trình mặt phẳng trung trực nha. Đây, những câu cơ bản hay gặp nhất á trong các cái đề thi học kỳ hoặc là đề kiểm tra này kia, trong học kỳ 2 này thì con sẽ thường xuyên gặp cái câu này. Câu C. Lập phương trình mặt phẳng B đi qua và song song với AB. Đấy, câu C. Rồi thầy viết lấn xuống dưới này nha, chỗ nào trống thì lấn luôn nha. Này, mặt phẳng B này, thầy viết này, câu C này. Thì mô tả hình ảnh để con thấy này, để người ta hiểu được, ta làm được. Mặt phẳng B này, người ta mô tả này câu C nha, mặt phẳng B đi qua hai điểm M ha. Điểm M đây. Rồi đi qua điểm M là đi qua điểm N, đó, đi qua hai điểm M N nha. Và song song với AB, song song AB, ví dụ AB nằm ở dưới này là chữ AB đây. AB có thể là không nằm trong mặt phẳng à. À, có thể nằm đâu bên ngoài à. Tưởng tượng vậy, song song AB này thì con nhớ giúp thầy này, nếu con gọi N là vector pháp tuyến của mặt phẳng B, dạ thì con gọi N đây này, cái vector này là vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Đó, nếu NB là cái vector pháp tuyến của mặt phẳng B nhé con, thì sau khi con vẽ hình ra thì con thấy là chắc chắn là NB này nó sẽ vuông với MN. Chắc chắn là NB nó sẽ vuông với MNM. Hiểu không nào? Thì ta có này NB này. Thế là chỗ này ta con làm phân tích ở bên ngoài nháp phải không? NB này vuông với MN này. Rồi NB này này. Nó vuông với mặt phẳng alpha hiểu không? Nó vuông mặt phẳng mặt mặt phẳng B chứ. Nó là vector pháp tuyến của mặt phẳng B thì nó phải vuông. Cái NB này nó vuông với mặt phẳng B. Mà cái đường AB này này thì song song với B. Vậy chứng tỏ là NB nó cũng vuông với AB luôn nhá. Đây nó sẽ vuông với AB luôn. Nha, vậy NB vuông với AB luôn. Đó. Như vậy cái vector NB con nhớ cho thầy chú ý cho một điều như thế này này. Nếu một cái vector A nào đó, hiểu không? Cái này. Nếu vector A này nó vuông với vector B. Rồi vector A này nó lại vuông với vector C. Thì cái vector A này này nó sẽ bằng tích có hướng của vector B với vector C. Nghe không? Vector A nó vuông với hai vector cho trước. Thì cái vector A này này nó sẽ bằng tích có hướng của hai vector đó. Nhớ chưa nào? Vector A này bằng tích có hướng của hai vector cho trước. Như vậy thầy phân tích ra, sau một hồi thầy phân tích ra thì thầy phân tích được rằng là à, cái vector NB này nó vuông với vector MN. Rồi vector NB này nó vuông với vector AB nào, thì cái về NB này này. NB là vector pháp tuyến của mặt phẳng B nha con. Nó sẽ bằng tích có hướng của cái vector MN với vector AB. Đấy. Cái NB nó sẽ bằng tích có hướng của vector MN với vector AB. Con rõ chưa nào? Như vậy công việc của ta là bây giờ gì?
Còn nó đi qua thì con tròn đi qua điểm nào cũng được, ví dụ nó đi qua điểm M cũng được này, đi qua điểm N, nhưng mà không, nó không đi qua AB đâu, nó song song với AB chứ không đi qua AB nha con, nghe không? Cái mặt phẳng B này nó song song với AB này chứ nó không đi qua với AB nhá. Rồi nó đi qua điểm M đi, con tròn điểm đi qua điểm M đi cho đẹp nha. Thì cái mặt phẳng B cần lập là đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến là bằng cái này, thì con tính NB đi nha. Muốn tính NB thì con tính như thành cái vectơ AB. Ta có này vectơ MN này. Vectơ MN là bằng XN trừ XM. 0 2 trừ 1 nha, 0 2 trừ 1. Đây là vectơ MN, vectơ AB. Vectơ AB như trên có tính rồi. Vectơ AB là 3 trừ 4 trừ 4. Rồi với công việc thế bây giờ là suy ra NB bằng tích có hướng của hai vectơ này không? Nha, không? Tích có hướng của vectơ AB với MN này. MN này với gì? AB. Thì con tính tích có hướng của hai vectơ này đi. Một tính hoành thì trái hoành đi, thì chỗ này 2 nhân trừ 4 là trừ 8. Nhân xuôi này trừ nhân ngược này. Trừ 8 phải không? Trừ 8 mà trừ thêm 4 nữa là trừ 12. Nha. Như vậy hoành độ của vectơ này là 12. Trừ 12. Muốn tìm tung thì che tung đi, che cái này đi. Nhân xuôi trừ nhân ngược. Rồi đổi dấu nha con, nhân xuôi là 0 ha, trừ nhân ngược là 3. Đổi dấu thành trừ 3. Ở giữa là đổi dấu thành trừ 3 nha con. Đó. Rồi muốn tính cao thì che cao đi, che cao là che cột này đi. Thì nó còn là 0 nhân trừ 4 là 0. Trừ cho 3 nhân 2 là trừ 6, là 6. 0 trừ 6 là trừ 6 nha con. Trừ 6. Đây, như đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B. Thì để cho đẹp thì con đặt ra ngoài, cũng bán ra ngoài cũng được, có thể để vậy luôn thì không sao cả. Vậy nói tóm lại là cái mặt phẳng B của con bây giờ cần lập là qua điểm nào? Thầy chọn đi qua điểm M nha con. Thầy chọn đi qua điểm M đây này. Điểm M là điểm đẹp nhất, 001 qua điểm M. Có tọa độ 001 và có vectơ pháp tuyến NB là bằng trừ 12 trừ 3 trừ 6. Thầy học vậy thì suy ra phương trình mặt phẳng B có dạng A lớn lúc này là con trừ 12 luôn nha. Vậy quen này thì A lớn này. X trừ y0 là x trừ 0. Y0 là con này. Con này là y0 này. Con này là z0 này. Còn con này là A lớn nha. Con này là B lớn này. Và con này là C lớn. Như vậy là A lớn x trừ y0 nha. Cộng B lớn, cộng B lớn là trừ 3, y trừ y0 là y trừ 0. Cộng C lớn là trừ 6, z trừ z0 là z trừ 1. Bằng 0 thì con rút gọn lại cho thầy. Trừ 12x trừ 3y trừ 6z cộng 6. Đây chính là phương trình mặt phẳng gì đây? Mặt phẳng B cần lập. Thì con có thể làm cho đẹp quá là con giả nữa, con chia hai vế cho 3 đi nha, chia hai vế cho 3 thì chỗ này là cho chia hai vế cho trừ 3 luôn đi. Thì trừ 12 và chia trừ 3 là còn 4x cộng y cộng 2z trừ cho 2 bằng 0. Đây đây chính là phương trình mặt phẳng. Đây chính là phương trình mặt phẳng B đi qua hai điểm MN và song song với AB nha. Rồi câu D. Câu D. Câu D là đi qua hình chiếu của A lên các trục tọa độ phải không? Thì điểm là đi điện lấy điểm A này. Chiếu lên ý điểm A con chiếu lên trục OX đi. Thì ra là chiếu lên trục OX có nghĩa là một điểm A phẩy thì được điểm A phẩy đi. Lấy hình chiếu điểm A mà chiếu lên trục OX cho ta được điểm A phẩy. Thì điểm A phẩy là chắc chắn thuộc trục OX chứ không? Chiếu lên trục OX thì chắc chắn là phải thuộc trục OX thôi, về điểm A phẩy này có tọa độ là mấy? Là 1 không không. Là giữ lại hoành độ điểm A hiểu không? Giữ lại tọa độ điểm A.
Rồi điểm A, nếu ta lấy điểm A nó chiếu lên trục OI. Được điểm A 2 phẩy. Thuộc trục OI à, thì điểm A 2 phẩy này có tọa độ là 0 2 0. Được rồi, rồi lấy cái điểm A chiếu lên trục OZ. Thì được điểm A 2 phẩy, ba A 3 phẩy thuộc trục OZ. Cái điểm A 3 phẩy này có tọa độ là như sau. 0 0 3. Tức là giữ lại cao độ điểm A. Vậy là nói tóm lại là lúc này là người ta yêu cầu lập phương trình mặt phẳng là đi qua các hình chiếu, tức là đi qua ba điểm A phẩy này, A phẩy này, B A, A 3 phẩy nha. Như cái mặt phẳng B của mình nhá, câu D này, cái mặt phẳng B này qua A phẩy có tọa độ là 2 0 0 phải không nào? Một không không chứ, một không không ha, đi qua điểm B phẩy không hai không, à, đi qua điểm C phẩy không không ba. Thay đổi lại cái điểm này, điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy đi nhé. Đó, thì lấy điểm A mà chiếu lên các trục tọa độ vào, ví dụ chiếu lên trục OX thì giữ lại hoành độ điểm A thôi. Thì khi chiếu điểm A lên trục OX thì con sẽ được một điểm A phẩy. Ảnh của điểm A là điểm A phẩy nha. Hình chiếu của điểm A lên trục OX là điểm A phẩy. Thì điểm A phẩy sẽ có tọa độ là 100, tức là giữ lại hoành độ điểm A. Còn lấy điểm A mà chiếu lên trục OY không thì giữ lại tung độ điểm A. Không thì được điểm B phẩy không? Được điểm B phẩy có tọa độ là 020. Còn lấy tọa độ điểm A này chiếu lên trục OZ thì được điểm C. Điểm C này sẽ có tọa độ là 2. Thay đổi lại điểm mới dễ nhìn. Rồi thì cái thì để tới đây thì con sẽ cái phương trình mặt phẳng đi qua mặt phẳng B này, thầy suy ra mặt phẳng B luôn cho thầy. Thầy suy ra mặt phẳng B đây này. Cái mặt phẳng B lập được không con? Mặt phẳng B này chính là mặt phẳng đoạn chắn nha con. Điểm này là x trên 1 này. X trên A này, x trên A này. Cái này đóng vai trò là A nha con. Y trên B này. Z trên C này. Tức là suy ra cái phương trình mặt phẳng B á, nó có dạng là x trên A cộng y trên B cộng z trên C bằng bằng 1. Tức là cái mặt phẳng mà đi qua ba điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy, ba điểm này nằm trên trục dây ba trục tọa độ, thì cái mặt phẳng này gọi là mặt phẳng đoạn chắn. Thì nó có phương trình là x trên A cộng y trên B cộng z trên C bằng 1. X trên A là x trên 1 cộng y trên B là y trên 2 cộng z trên C là z trên 2 bằng 1. Thì tới đây con muốn ra thì con quy đồng, con nhân 2 với cho số 2 đi. Thì ra được 2x cộng cho y cộng z bằng 2. Nhân 2 với cho 2 hiểu không? Con ra 2x cộng y cộng z trừ 2 bằng 0. Đây là chính là phương trình mặt phẳng B này, cần lập ở câu D nha con. Đấy. Như vậy là cái ví dụ 1 là thầy giải xong nha. Ờ xong. Z ở đúng rồi. Cái tọa độ điểm z là cao độ điểm Z là 3 đúng không? 3 đúng C. Đúng. Thế vậy thì thầy nhân 6 nha. Quy đồng là phải nhân 6 nha. Mẫu chúng là 6 không? Nhân 6 thì chỗ này là 6 y. Chỗ này nhân nhân 6 chỗ này là 3 y này. Đúng không? Chỗ này nhân 2 Z. 6 thấy không? Thế 6 y.
cộng 3y cộng gà z trừ 6 bằng 0 nha con. Đấy, slide cho thầy cả. Nó là cao độ là 3. Rồi, còn cái dạng toán này là dạng toán xét vị trí tương đối của hai mặt phẳng. Nó có thêm cái vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng này cho con. Tức là để xét vị trí tương đối của hai mặt phẳng thì có lập tỷ lệ nhé con. Tỷ lệ các cái hệ số đó. Đó, các cái hệ số trước x, trước y, trước z. Nếu hệ số trước x mà tỷ lệ với nhau, hệ số trước y với z mà tỷ lệ với nhau thì hai mặt phẳng đó là, và nó khác với hệ số tự do nha con. Tức là nếu thầy có mặt phẳng alpha này, mặt phẳng b nha con. Mặt phẳng b là có phương trình là ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0. Tức là cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng b là a lớn b lớn c lớn nha con. Cái mặt phẳng q của thầy có là hệ số là a phẩy b phẩy c phẩy, còn cái d phẩy là hệ số tự do nha con. Thì nếu mà b cắt có nghĩa là ba tỷ lệ này là chia nhau nó khác. Tức là nếu a trên a phẩy, a chia a phẩy mà khác b trên b phẩy, chỉ cần khác là một tí là một một chỗ khác là nó sẽ cắt nha, thì b cắt q. Còn nếu mà a chia a phẩy, tức là hoành độ của vectơ pháp tuyến là tỷ lệ với nhau phải không, a trên a phẩy bằng b trên b phẩy và bằng c trên c phẩy, nhưng mà khác d trên d phẩy, thì hai mặt phẳng này song song nha con. Còn nếu bằng hết luôn, bằng tất thì trùng nhau. Còn nếu a nhân a phẩy cộng b nhân b phẩy cộng c nhân c phẩy mà là bằng không thì hai mặt phẳng này vuông góc. Thực ra tích vô hướng của nó bằng không nha con. A nhân a phẩy cộng b nhân b phẩy cộng c nhân c phẩy, tức là hai cái vectơ pháp tuyến này nó nhân nhau, hai cái vectơ pháp tuyến nó nhân nhau bằng không thì hai mặt phẳng đó là vuông góc với nhau. Đấy. À, thì cái thứ hai là cái vị trí tương đối nha con. Đấy, ví dụ như này, ta đi xét vị trí tương đối của mặt phẳng này. Để ta xem như cái mặt phẳng thứ nhất này mặt phẳng b đi. Đúng không? Mặt phẳng thứ hai này mặt phẳng q đi. Đó, thì ta xét vị trí tương đối của mặt phẳng b với mặt phẳng q nha. Thì con lập ra, đây con gọi đi. Con gọi mặt phẳng b là x này trừ y này cộng 2z này trừ 4 bằng 0 này, được chưa? Rồi còn mặt phẳng q này là 10x này trừ 10y cộng 20z trừ 40 bằng 0. Đấy, nếu rút gọn được thì con rút gọn lên cho đẹp. Thấy không? Ví dụ cái mặt phẳng q này con rút gọn luôn này, con chia 2 vế cho mấy nhỉ? Chia 2 vế cho 10 cho nó đẹp. Thấy không? Chia 2 vế cho 10 thì chỗ này x này trừ y này. À, nếu chia 2 vế cho 10 thì nó ra trùng với cái mặt này, hai cái mặt này trùng nhau rồi. Hiểu không? Chia 2 cho về vế cho 10 này. Con đặt 15 nhân tử chúng á, hiểu không? Con chia 2 vế cho 10 thì cái này cộng cho 2z trừ 4 bằng 0 thì hai cái mặt phẳng b và q là trùng nhau nha con. Nha. Con nhìn đây này, tỷ lệ này. Tỷ lệ hết ha. Thì nhìn đây con biết là b trùng với q. Khỏi cần lập tỷ lệ con thấy là nó trùng. Là con chia hai giả được đi không? Giả được hai chia hai vế. Rồi, câu B, câu A là trùng nhau nha con. Câu B. Cái mặt phẳng B của thầy này là mặt này. 3x này trừ 2y này trừ 3z này cộng 5 bằng 0, đó là ở câu B nhá, con mặt phẳng Q của thầy này. Mặt phẳng Q của thầy là cái mặt phẳng này này. Là 9x trừ 6y trừ 9z trừ 5 bằng 0. Rồi bây giờ con lập tỷ lệ này, con lấy là con ghi ta có này. Hay là suy ra này, con suy ra được là hay ta có đi. Ta có là 3 trên 9 này. Tức là cái tỷ lệ này là hệ số trước x ấy, tỷ lệ chia cho nhau phải không? Là 3 trên 9 này. Nó có bằng 3 trên 9 là 1 phần 3 phải không? Nó bằng luôn. Trừ 2 trên 6 này. Trừ 2 trên 6 cũng là 1 phần 3 và hai tỷ số này bằng nhau này. Có xem được tỷ số thứ ba có bằng không? Trừ 3 chia cho trừ 9 cũng là 1 phần 3 luôn. Tức là ba tỷ số này bằng nhau nha con. Và nó khác với cái tỷ số này nha. Nó khác với cái tỷ số này này. Tỷ số này là tỷ số tự do phải không? Là khác với 5 chia trừ 5. Tại vì 5 chia trừ 5 là bằng mấy? Bằng trừ 1. Còn ba tỷ số này đều bằng 1 phần 3 hết. Vậy chứng tỏ là ba cái vector này là có hoành độ, tung độ và cao độ nó tỷ lệ với nhau. Tức là như thế này. A trên A phẩy này bằng B trên B phẩy này, C trên C phẩy mà khác D trên D phẩy.
D với D phẩy là hệ số tự do nha con. Thì dẫn đến hai cái mặt phẳng này song song nha. Thì con kết luận ha. Con kết luận là B song song với Q. Đó. Rồi câu C. Câu C cái mặt phẳng B của mình là x cộng y cộng z trừ 1 bằng 0. Đó, cái mặt phẳng B của thầy là như thế. Rồi mặt phẳng Q của thầy. Mặt phẳng Q của thầy là mặt này này. Là con giải được số 2, số 1 luôn cũng được. Con giải được chia 2 với cho 2 đi. Cho đẹp phải không? Chia 2 với cho 2 luôn đi. Là x này. Cộng y này. Trừ z này. Trừ 1. Bằng 0. Nha. X cộng y trừ z trừ 1 bằng 0 nha. Thì con lập tỷ lệ này, con ta có này. Hệ số trước x là 1 trên 1. Nó bằng với cái 1 trên y. Là 1 trên 1 hệ số trước y nhưng mà nó khác cái này cho con, nó khác. 1 trên trừ 1 nha, và nó khác luôn cái này. Như vậy là cái này là không cắt nhau, cắt nhau nha con. B cắt Q. Suy ra B cắt Q. Đó, nó hỏi là song song ha. Tức là muốn song song thì ba tỷ số là nó phải bằng nhau. Ba cái hệ, ba cái tỷ số trên x nhá, với trên y này, với trên z này, nó phải tỷ lệ với nhau. Là lấy cái hệ số của x ở mặt phẳng B chia cho hệ số của x ở mặt phẳng Q thì phải bằng là hệ số trước y chia cho nhau. Hệ số trước x chia nhau theo thứ tự nha con, theo thứ tự là trên chia dưới thì nó sẽ bằng hệ số trước y chia nhau và phải bằng hệ số trước z chia nhau thì nó mới song song nha con. Còn hai thằng bằng mà một thằng khác, ví dụ hệ số trước x nó bằng với hệ số trước y nhưng mà nó khác hệ số trước z thì nó không song song mà nó không song song là có nghĩa nó cắt, không không song song mà không trùng phải không, thì nó sẽ cắt. Vậy câu C là cắt nha con. Câu D. Câu D này. Cái mặt phẳng B này. Mặt phẳng B của con là gì? X trừ 2y cộng z cộng 3 bằng 0. Đó, còn mặt phẳng Q. Mặt phẳng Q của ta là 2x trừ y trừ 4z trừ 2 bằng 0. Thì cái này cắt luôn, là nhìn cái là biết cắt rồi này. Thì ta có này, cái hệ số trước x là 1 phần 2. Còn hệ số trước y là nó khác luôn khác cả trừ 2 chia cho mấy? Trừ 1 luôn. Thấy không? Và khác hệ số trước z luôn, khác luôn. 1 trên trừ 4. Khác luôn cái hệ số tự do luôn. Vậy thì suy ra là B với Q cắt nhau nha con. Suy ra B cắt Q. Đó thì ở đây con lưu ý về cái đúng rồi đúng rồi đúng rồi, vuông góc với nhau thì nó cắt đúng rồi. Thì con đã kiểm đúng rồi, hai cái này nhân nhau phải không, hai cái này nhân nhau đúng rồi đó. Họ khác cái với ta xét thêm ta xét thêm cái này đi. Ta có NB luôn này, con ghi viết NB nhá. NB. NB là bằng mấy nhỉ? NB là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B là các hệ số là 1 trừ 2 1. 1 trừ 2 1 còn NQ này. Là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng Q nhá, là hệ số trước x trước y trước z là 2 trừ 1 trừ 4. Thì bây giờ thầy lấy là NB nhân NQ. Suy ra NB nhân NQ đi. Nếu mà nhân lại bằng không thì hai cái vectơ pháp tuyến là vuông góc dẫn đến hai mặt phẳng vuông góc nha con. Hai cái vectơ pháp tuyến mà vuông góc với nhau thì dẫn đến hai cái mặt phẳng vuông góc với nhau. Đó, NB nhân NQ là bằng 1 nhân 2, hai vectơ nhân nhau là hoàn nhân hoành. Hoàn nhân hoành này là 1 nhân 2 cộng tung nhân tung. Thấy không? Cộng tung nhân tung là có nghĩa là cộng trừ 2 nhân trừ 1. Cộng cao nhân cao có nghĩa là cộng cho 1 nhân cho trừ trừ 4. Thì kết quả là bằng không đúng không, bằng không
bằng không thì NB vuông với NQ. Tức là nếu hai mặt phẳng mà có hai cái vectơ pháp tuyến vuông góc với nhau, hay là nói cách khác là có hai vectơ pháp tuyến nhân nhau bằng không, thì hai mặt phẳng đó vuông góc thì là B vuông góc với Q luôn. Vectơ pháp tuyến của chúng mà vuông góc với nhau thì dẫn đến hai cái mặt phẳng đó vuông góc với nhau. Vậy là ở đáp án D là không phải là cắt nhau đâu mà vừa cắt mà vừa vuông góc nha. Đấy. Là nó vuông góc nhau. Rồi câu D. Xong rồi. Đấy. Ta nhắc là, tức là ta lướt qua là từ một số cái lý thuyết về về vị trí tương đối của hai mặt phẳng nha. Đây này. Nếu cắt này là chỉ cần chia tỷ lệ nào đó, nói chung là một cặp tỷ lệ nào đó khác là được. Còn song song thì ba cái hoành chia hoành là tung trên tung là cao trên cao nó phải bằng nhau phải không? Và khác hệ số tự do. Được chưa nào? Còn ba cái này các cái tỷ số hoành trên hoành, tung trên tung, cao trên cao và hệ số tự do bằng nhau luôn thì nó sẽ trùng ha. Còn nếu mà hoành trên hoành cộng tung nhân tung cộng cao trên cao mà bằng không thì vuông góc. Đấy. Rồi một cái nữa là ta nghiên cứu được đó là gì? Nói chung trong trong cái bài phương trình mặt phẳng thì con nghiên cứu cho thầy là cách lập phương trình tổng quát. Muốn lập phương trình tổng quát thì cần hai yếu tố, một là điểm đi qua, hai là vectơ pháp tuyến. Thì thường thường là vectơ pháp tuyến là đó là một cái vectơ mà vuông với mặt phẳng đó, hoặc là cái mặt phẳng đó nó chứa hai cái vectơ nào đó thì ta sẽ tìm được vectơ pháp tuyến chính là bằng tích có hướng của hai vectơ đó. À, cái vấn đề tiếp theo ta cần nghiên cứu đó là ta cần nghiên cứu đó là khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng. Đấy, khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng. Đây, mặt phẳng B này. Thì khoảng cách là trì tuyệt đối, nên là nó là một phân số nha con, khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng. Khoảng cách từ Y này đến mặt phẳng B, hay là khoảng cách từ M đi. Là trên là một phân số nha, khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng là một phân số, rồi trên này từ trì tuyệt đối, dưới này là căn. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng là một phân số mà trên là trì tuyệt đối, dưới là căn. Trì tuyệt đối là cái gì? Trì tuyệt đối là lấy cái điểm M này thay vào cái mặt phẳng, lấy tọa độ điểm M thay vào mặt phẳng, sau đó cho vào cái trì tuyệt đối rồi bỏ đem vào tử số này, tức là cái chỗ này cái trên tử số này là AX0 cộng BY0 cộng CZ0 cộng D, tức là lấy cái điểm M này thay vào cái mặt phẳng để bỏ B lên bỏ đến cái trì tuyệt đối này, còn dưới là căn bậc hai của hệ số trước x bình phương cộng hệ số trước y bình phương và cộng hệ số trước z bình phương là a bình cộng b bình cộng c bình, nó chính là độ dài của vectơ pháp tuyến nha, của mặt phẳng B nha con. Đấy, đây chính là khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng. Đấy, ví dụ ba này, bây giờ ta tính khoảng cách từ điểm này đến này. À, lập phương trình mặt phẳng B này, biết cái này. Thầy lấy ví dụ cái này, thầy lấy một ví dụ nha để minh họa cho cái khoảng cách này cái nào. Thầy lấy ví dụ đây ha, thầy lấy ví dụ nhỏ nhỏ này. Ví dụ này. Thầy cho mặt phẳng B có phương trình là 2x cộng 3y cộng 4z đi. Trừ trừ 2 bằng 0 đi. Đó. Và thầy cho điểm M này có tọa độ là 1 2 3 luôn này. Thầy yêu cầu là tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng alpha, tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng B. Rồi thì ta tính như sau, khoảng cách từ M đến mặt phẳng B là trên là trì tuyệt đối, dưới là căn. Thì căn là hệ số trước x bình phương này, căn là hệ số trước x bình phương, còn là 2 bình phương. Cộng hệ số trước y bình phương chính là 3 bình phương. Cộng hệ số trước z bình phương chính là 4 bình phương. Đó. Còn trên cái tử số này là con lấy tọa độ điểm M con thay vào, lấy tọa độ điểm M thay vô đây này. Là 2 nhân 1 cộng cho thay tọa độ điểm này thay vào đây cộng 3 nhân 2 thay vào đây cộng 4 nhân 3, nhớ chưa? Đấy thì con tính cái này là xong, tính cái này là xong nha. Mới tính bấm thôi, tính đâu 2 nhân 1 là 2, 2 cộng 6 là 8. À, sao con? À, trừ đúng rồi, bê cái hệ số tự do vô nào nha. Trừ 2 nè, đúng rồi, thầy thiếu. Thế nhá, nó bê cả nguyên si luôn nha con, bê nguyên si cả cái mặt phẳng vô cái trì tuyệt đối nha con. Cả cái hệ số tự do này cũng bê vô luôn này.
thay vô lấy cái điểm đó, thay vô lấy cái điểm m này, thay vô để b nguyên chi vô cái trị tuyệt đối trên tử số á, thấy không? Đấy thì thằng này là mất đi à. Đấy. Tính luôn đi, khoảng bấm máy tính nhỉ, chúng ta nhầm luôn. 326 này, 6 chỗ này là 12 đúng không, là 18 nha. 43 12 này cộng cho 6 là 18, để trên tử số là 18 nha. Còn dưới mẫu số là 16 này, 16 với 4 là 20 này, 29 29 nha, căn 29 thôi để về nhé. Đó 18 trên căn 29 nha con, nhớ là b luôn cả cái hệ số này vô cho thầy nhé, b cả cái này vô này cộng trừ gì b, b nguyên, nói chung b y chang cái mặt phẳng á, lấy cái mặt phẳng đó b khiêng cái mặt phẳng đó vô bỏ trên cái trị tuyệt đối, hiểu chưa nào? Đó kiểu kiểu như thế, con lấy hai cái tay con bưng cái mặt phẳng đó con bỏ vô cái trị tuyệt đối đấy, sau đó thế toàn độ điểm m vô. Rồi bây giờ nó có dính đến cái mặt phẳng mà lập phương trình mặt phẳng mà liên quan đến khoảng cách này, đây thấy không? Thì ở đây con chú ý giùm thầy này, có một cái chú ý ở đây con cần ghi nhớ luôn này, chú ý nếu con có một cái mặt phẳng mà b đi, con có cái mặt phẳng b này, mặt phẳng b của con là a lớn x cộng b lớn y cộng c lớn z cộng d lớn bằng không nhá. Nếu con có một cái mặt phẳng b như thế này, rồi con có cái mặt phẳng q, mặt phẳng q nào đó mà song song với mặt phẳng b, một cái mặt phẳng q nào đó mà song song mặt phẳng b, thì cái mặt phẳng q với mặt phẳng b này là nó giống y chang, hiểu không? Nó giống nhau, hiểu không nào? Nó giống nhau, hiểu chưa nào? Thì nó giống có nghĩa là ax, cái mặt phẳng q này có dạng là ax, là gọi là bản sao, hiểu không? Q là bản sao của b, nghe không? Q là bản sao của b, là trên này ax thì đây cũng ax luôn, bi thì đây cũng bi luôn, cz thì đây cũng cz luôn, thì đã là bản sao thì nó không phải khác cái gì chứ đúng không? Thì cộng m đi bằng không đó nha, và m phải khác d nha con, đã song song thì m phải khác d. Đấy. Một mặt phẳng mà song song với một mặt phẳng cho trước thì cái mặt phẳng đó nó là bản sao của mặt phẳng cho trước, nó giống hết nha, các hệ số x y z là giống hết, nó chỉ khác hệ số tự do. Còn nếu mà nó giống luôn cái hệ số tự do thì không phải song song rồi mà là trùng nhau rồi, nghe không? Đấy vậy thì để giải cái bài này này, nó cho biết là b song song với q, đầu tiên là b song song với q thì lập tức b là bản sao của q, bản sao của q là 2x đúng không, thì b cũng 2x, trừ 3y thì cái thằng này 3y, trừ 6z thì thằng này cũng trừ 6z, mà chỗ này là cộng m bằng không, nhớ là điều kiện là m khác gì, m khác trừ 14. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nó cho cái khoảng cách từ O đến mặt phẳng B này, khoảng cách từ O đến mặt phẳng B này thì bằng trị tuyệt đối chia căn. Thì cái căn này là hệ số trước x bình phương là 2 bình, cộng hệ số trước y bình phương là trừ 3 bình, cộng hệ số trước z bình phương là trừ 3, trừ 6 bình. Đó, đó là cái căn. Còn cái ô này, trị tuyệt đối là lấy cái điểm ô là thế vào đây, lấy toàn bộ điểm ô thế vào đây, có này là không, thế vào đây là không này, tại điểm ô là có toàn bộ là không 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 nha con, thì con thế vào đây, x con thế vào đây, y thế vào đây, z thế vào đây, được bao nhiêu thì cộng cho con m để bỏ vào trị tuyệt đối, tức là thực ra là không này, không này, nè, 3 nhân 0 đi, chỗ này 2, 2 nhân 0 nhé, 2 nhân 0 trừ cho 3 nhân 0 đấy, trừ cho 6 nhân 0 đó, cộng cho m đấy. Rồi theo đề bài á thầy nó bằng mấy nhỉ, bằng 5 đấy, thì con tương đương với thầy, thằng này m hết rồi, khai nhân 0 là không á, hết rồi còn trị tuyệt đối m thôi, còn dưới là căn mấy nhỉ, 36 này cộng cho 9, 36 cộng 4 là 40, 49 là 7 nha con, 7 thằng này 36 này cộng 4 này, 40 cộng 9, 49 là 7, căn 7, 7 nhé, 7 bằng 5. Vậy trị tuyệt đối của M bằng 35. Mà trị tuyệt đối của M bằng 35 thì M bằng 35 hoặc là M bằng gì? Trừ 35. Thì hai cái này được nhận hết à, vì nó khác gì? Nó khác, đâu rồi có khác, khác trừ 14 này. Khác hết à. Vậy thì nói tóm lại là ta tìm được cái mặt phẳng B của mình là có dạng là gì đây? 32x trừ 3y trừ 6z cộng trừ nó thì gom lại luôn nha, cộng trừ 35 bằng 0.
Đấy, như vậy ta tìm được hai mặt phẳng nha con, không phải một mặt phẳng mà tìm được hai mặt phẳng. Nó hỏi ví dụ đáp án trắc nghiệm nó hỏi số mặt phẳng chẳng hạn thì con chọn là hai mặt phẳng. Một mặt phẳng là ứng với dấu cộng 35, một mặt phẳng là ứng với dấu trừ 35. Đấy. Đó là lập phương trình mặt phẳng mà song song với một mặt phẳng cho trước nha con. Mà con lồng cái khoảng cách vào đây. Đây, đây, đây là phân giảng là gì đây tụi đôi mày không? Đây. Bây giờ bài bài tập ha. Làm đi. Đây là phương trình mặt phẳng mà song song với này ha. Viết phương trình mặt phẳng B qua cái này mà song song với mặt phẳng thì cái này dễ rồi con. Nha, cái bài 1 này. Đầu tiên là cái mặt phẳng B mà song song với mặt phẳng Q đó. Đây, mặt phẳng B này qua cái này và song song với mặt phẳng Q có nghĩa là B song song Q á. Mà B mà song song Q là thì B là bản sao của Q không? Copy của Q, bản sao của Q là có nghĩa là Q là 2x đúng không? Thì thằng thằng B cũng 2x. Q là trừ 3y đúng không? Thằng B cũng trừ 3y. Q là 2z đúng không? 2z. Được chưa nào? Cộng cho M. Bạn không nhớ là điều kiện là M khác trừ 1. Vậy nó song song thì nó phải khác, còn không thì nó trùng rồi. Rồi thứ hai là điểm mà B qua cái điểm M này. Cái mặt phẳng B đi qua điểm M hay nói cách khác là điểm M có tọa độ là mấy đây? Trừ 1, 2, 3 này có thuộc B không? Điểm B đi qua, mặt phẳng B đi qua điểm M. Mặt phẳng B đi qua điểm M hay nói cách khác là điểm M nằm trên mặt phẳng B. Điểm M thuộc mặt phẳng B cho con. Thế tọa độ điểm M vô. Thế là thế như thế thế nào? Ở đâu có x thay bằng trừ 1? Ở đâu có y thay bằng mấy? Thay bằng 2. Và ở đâu có z có thay bằng mấy? Thay bằng 3. Thì con thay vô cho thầy là 2 nhân 2 nhân trừ 1, 2 nhân x và x bằng trừ 1 nha. 2 nhân trừ 3 nhân y, trừ 3 nhân 2, cộng cho 2 nhân z, 2 nhân z, z là 3, cộng m bằng 0. Rồi con tương đương cho thầy nào, chỗ này là san 3 6 này, 6 trừ 6 nó mất này à. 6 trừ 6 nó mất, phải trừ 2, m trừ 2 bằng 0, m bằng 2 nha. Thì có m thì con suy ra là mặt phẳng B chưa? Suy ra mặt phẳng B, ra vô đây nè. Mặt phẳng B của ta đây này có m rồi, ra vô đây là xong, ra được cái mặt phẳng B luôn rồi. Nhà m bằng 2 là nhận nha con, nhận. Tại vì nó khác trừ 1 luôn rồi, nhận. Vậy mặt phẳng B của ta là 2x trừ 3y cộng 2z cộng 2. 2x này trừ 3y này cộng 2z này cộng 2 bằng 0, đó đó là mặt phẳng B. Xong. Rồi lập bài thứ hai nhá, bài cái bài tập 2 luôn này. Con thầy chỉ con không phải hỏi thầy, còn nói chung khỏi ghi phương pháp cũng được. Khi thầy vẽ hình ra thì nói ha. À, lập phương trình mặt phẳng B qua cái điểm này, tức là điểm đi qua có rồi. Điểm này thì để điểm M đi. Nha. Qua điểm M này và vuông góc với hai mặt phẳng Q và R. Thì con nhớ cho thầy vẽ ra này. Kiểu mặt phẳng B này, này. Đây là mặt phẳng B này. Nó vuông góc với mặt phẳng Q đây. Đúng không? Rồi nó vuông góc với mặt phẳng R, thấy không? Vuông góc với hai mặt phẳng cho trước, thấy không? À, bây giờ vuông góc với mặt phẳng R là cái mặt phẳng R là đây đi. À, ví dụ với mặt phẳng R là mặt phẳng này. Giả sử như thế. Thì bây giờ thầy nói với con này. Cái mặt phẳng B này á có cái vectơ pháp tuyến là như này. Là cái vectơ thầy viết cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B là đây NB này. NB. Đúng không? Đấy, còn cái đây là cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng R này. Đây là vector pháp tuyến của mặt phẳng R nha. Vector pháp tuyến của mặt phẳng R là một cái vector mà nó vuông với R. Được không? Đây này. Thằng này là NQ này. Được chưa? Thì con sau cái vẽ hình nào thì con thấy NQ với NB là vuông góc với nhau. Rồi tiếp tục cái mặt phẳng B này nó vuông với mặt phẳng R phải không? Nó vuông mặt phẳng R thì cái mặt cái vector pháp tuyến của mặt phẳng R nó sẽ như thế này. Đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng R, đây là NR nha.
Thì cái NR nó cũng vô với NB luôn. Con hiểu vấn đề chưa nào? Đó, ta vẽ ra, ta tưởng tượng như thế. Nha, hoặc là con vẽ, con nhìn cái hình này này. Không, nhìn cái hình này dễ nhìn hơn này. NB này, còn đây là NR này. NR đây này. Đúng không? À, còn đây là NQ này. NQ là đây. À, cái tưởng tượng như thế. Đó, thì nó thằng N, thằng NB là vuông với N NR, mà thằng NB là vuông với NQ nha con nha. Như vậy nói tóm lại là sau khi ta vẽ hình ra thì ta thấy NB này vuông với NQ, hiểu không? Rồi NB với NR, tức là cái thằng NB này nó vuông với hai vectơ cho trước nha con, nó vuông với hai vectơ cho trước. Vậy thì dẫn đến thằng NB này, này nó sẽ bằng cái tích có hướng của hai vectơ này. Đó, thì lúc đó là con sẽ tìm được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng V, con điểm đi qua có rồi không? Với cái mặt phẳng V của ta này. Có cái này ha, cái mặt phẳng V của ta này. Cái lập lúc này là qua điểm M. Là 1 trừ 1 2. Và có vectơ pháp tuyến này thì tính luôn nha, thì liệt kê ra này, liệt kê này. Cái NQ là cái hệ số trước cái XYZ nha con, NQ đây này. Là cái hệ số trước x trước y trước z, hoành độ của vectơ NQ là 1 này, hệ số trước x, hoành độ và tung độ của vectơ NQ là trừ 3, còn cao độ của vectơ NQ là, à khoan khoan, cái thằng vectơ Q là thằng thằng Q này không có cái tung độ nha con, cái mặt phẳng Q này này không có tung độ, à chỉ có hoành độ là 1 này, còn tung độ không có là không nha con, tung độ không có, không có y là có nghĩa là hệ số trước y là không, không có con y có nghĩa là hệ số trước con y là không. Đó là NQ, còn đây là NR này. Hệ số trước x là 2, hệ số trước y là 1, hệ số trước z là trừ 1. Đấy. Thì có lẽ NQ thì có hướng với NR, muốn tính hoành thì che hoành là 3 nha con. 3 lấy cái này trừ, nhân cái này trừ cái này là hoành độ là 3. Muốn tính tung thì che tung. Nhân xuôi trừ nhân ngược, nhân xuôi là trừ 1 cộng cho 6 là 5 nha. Trừ 1 cộng 6 là 5, đổi dấu thành trừ 5, giữa là phải đổi dấu. Rồi. Muốn tính cao thì che cao. Thì còn 1. Thì đây là vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng B nha con. Như vậy cái mặt phẳng B đi qua N mà có vectơ pháp tuyến là NB bằng 3 trừ 5 1. Vậy thì con suy ra cái mặt phẳng B có dạng A lớn là mấy này? A lớn này. B lớn này. C lớn này, thì công thức tổng quát của nó là A lớn x trừ y0 cộng B lớn y trừ y0. Tức là muốn lập phương trình mặt phẳng thì cần phải có điểm đi qua về vectơ pháp tuyến. Sau khi có điểm đi qua về vectơ pháp tuyến này thì con ráp vô công thức này, A lớn x trừ y0 cộng B lớn y trừ y0 và cộng C lớn z trừ z0 bằng 0. Đấy, thì con thay vô. A lớn là 3, x trừ y0 là x trừ 1 thì viết tắt luôn nhá. B lớn là trừ 5, y cộng 1. C lớn là 1, Z trừ 2. Bằng con mà con thu gom lại thì cuối cùng là ra 3X trừ 5Y cộng Z, chỗ này trừ 3 này, chỗ này trừ 5 là trừ 8, trừ 8 với trừ 2 là trừ 10. Đó, như vậy là 3X trừ 5Y cộng Z trừ 10 bằng 0. Thì lập được cái bài tập 2 này ha, lập được ha. Đi qua hai điểm gì đó, kể nó chỉ còn vẽ hình ra. Nó có nhiều dạng lắm hiểu không? Nhưng con phải bản chất của nó là cứ nó vuông với hai mặt phẳng cho trước hiểu không? Thì con tính tích có vô hướng của nó, tính tích có hướng. Phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng này. Vẽ hình đã nha, thầy vẽ hình đã nha con. Hiểu đây là vuông góc với mặt phẳng này.
Bài tập 3, bài tập 3. Viết phương trình mặt phẳng B đi qua hai điểm AB và vuông góc với mặt phẳng Q nhá, thì vẽ hình ra nha con. Vẽ hình này thì vẽ mà nó bị dính trên phía trên thì vẽ lại. Rồi đây. Đây là mặt phẳng căn lập của mình, là mặt phẳng B căn lập là mặt này. Nó vuông với mặt phẳng Q đây này. Mà nó đi qua hai điểm AB, ví dụ đi qua điểm A đây. Điểm B đây. Đó, thì đây là NB này. Đây là vector pháp tuyến của mặt phẳng B này. Vector pháp tuyến của mặt phẳng B là cái vector mà vuông góc với mặt phẳng B. À, thì cái mặt phẳng Q này nó vuông với mặt phẳng B này, N NQ này. Đây, đây là NQ nhá. NQ là một cái vector mà vuông góc với mặt phẳng Q. Thì nếu mà cái NQ này này mà nó vuông với mặt phẳng Q thì ta vẽ hình thì ta thấy là nó sẽ vuông với NB nhá. Rồi cái thằng NB này nó vuông với mặt phẳng B, thì cái NB nó có vuông với vector AB không? Có nha con. Cái NB nó vuông với vector AB luôn này. Nha. Như vậy con vẽ hình xong thì con có này. Như vậy ta có này. Ta có cái thằng NB này này. Cái NB là vector pháp tuyến của mặt phẳng B á. Bởi vì muốn lập phương trình mặt phẳng B thì con cần phải có cái vector pháp tuyến, con điểm đi qua thì nó đi qua hai điểm này, con chọn điểm này đi. NB con vẽ hình xong thì con thấy NB nó vuông với ai? Vuông với NQ nha con. Được chưa? Rồi NB nó vuông với ai nè? Nó vuông với vector AB. Mà một cái vector NB nào đó mà vuông với hai vector cho trước. Một cái vector NB nào đó mà vuông với hai vector cho trước thì cái vector NB đó nó sẽ bằng tích có hướng của hai vector đó, là vector NQ và AB. Nó sẽ bằng tích có hướng của vector NQ và vector AB. Thì cái vector NQ bây giờ ta tính đây này, NQ này. NQ ta viết đây này. NQ là hệ số nằm trước x, trước y, trước z. Trước x. Khoan, cái chỗ này chắc ta sửa lại chữ z nha. Trước x là 2. Trước y là -1. Trước z là 3 nha. Đấy NQ. Còn cái vector AB thì con tính là vector AB thì xb trừ xa là 1. Yb trừ a là 1 luôn. ZB trừ ZA là trừ 2. Đấy, đây này. Rồi con lấy tích có hướng của vector NQ với vector AB. Muốn tính hoành che hoành đi, nhân xuôi là 2, trừ nhân ngược là trừ 3 là trừ 1. Muốn tính tung thì che tung đi, trừ 4, trừ 3 là trừ 7, đổi dấu thành 7. Muốn tính cao thì che cao đi, 2 cộng 1 là 3. Đấy. Rồi cuối cùng, cái mặt phẳng B cần lập nó đi qua điểm nào? Qua điểm A, con chọn hai điểm A, ở đây có hai điểm đi qua điểm A với điểm B, con chọn điểm A thì điểm nào có nhiều số 0 nhất là chọn. Thì tính toán nó dễ hơn phải không? Có vector pháp tuyến. NB ta tìm được rồi, là có tọa độ là mấy? -1 7 3. Vậy thì con suy ra cái mặt phẳng B có dạng như sau. Là a lớn là hoành độ của vector pháp tuyến, a lớn này này, b lớn này này, c lớn này, còn đây là x0 này, đây là y0 này, và đây là gì? Z0. Là a lớn, thầy viết lại công thức cho quen nhé, a lớn x trừ y0 cộng b lớn y trừ y0 cộng c lớn z trừ z0 bằng 0. Rồi con ráp vào cho thầy. A lớn là mấy nhỉ? A lớn là trừ 1, x trừ y0, x trừ 0, cộng b lớn là 7, y trừ y0, y trừ trừ 1, cộng c lớn là 3, z trừ z0 là z trừ 0, bằng 0. Con gom lại, thu gom lại thì ra là x trừ x, cộng 7y, cộng 3z, 3 trừ 7 bằng 0. Đó là con lập được cái mặt phẳng ở bài bài này ha. Nói tóm lại con vẽ hình ra rồi con nghiên cứu nhìn cái hình. Con xem từ cái vector NB này này, nó vuông với hai cái vector nào? Con hiểu vấn đề chưa nào? Nó vuông với hai vector nào? Thì cái vector pháp tuyến của mặt phẳng B là sẽ bằng tích có hướng của hai cái vector đó. Rồi đó là bài. Còn bài lập phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm ABC cho trước thì hồi nãy thầy nói rồi ha, thầy viết lại bài này nhé. Ngày bài 4 này thầy viết lại. Đây là cái mặt phẳng B này.
Mặt phẳng B căn lập đi qua 3 điểm ABC. A này, B, C. Thì ví dụ con gọi NB, con cái vectơ phát tuyến của mặt phẳng B á, là như thế này. Đúng không? Cái NB này ha, thì đầu tiên là con có này. NB thì chắc chắn là sẽ vuông với vectơ gì đây? Nó vuông với vectơ AB. Kiểu cái giống kiểu đường thẳng mà vuông với mặt phẳng á, thì nó sẽ vuông với cái đường này này. Thấy không? Cái đường này con hiểu như thế, hiểu không? Cái đường thẳng này này, đường thẳng này vuông mặt phẳng B thì nó vuông với đường này. Vuông đường này có nghĩa là vuông với vectơ, AB. Rồi NB nó có vuông với AC không? Có. Nó vuông với hai vectơ cho trước thì thằng NB này nó chính bằng tích có hướng của hai vectơ đó. Vuông với hai thằng nào thì bằng tích có hướng của hai thằng đó. Vậy ta tính nháp ở đây AB này. AB XB trừ A là trừ 1. IB trừ A là 2. ZB trừ ZA là trừ 1. Đó là AB, AC. XC trừ A là khoảng trừ 1. IC trừ A là 1. ZC trừ ZA là 1 luôn. XC trừ A là trừ 1. IC trừ A là 1. ZC trừ ZA là 1 luôn. Rồi còn tính tích có hướng nhỉ, lấy tính hoành che hoành đi. 2 nhân 1 này là 3 nha. À, tính tung thì che tung đi. Nhân xuôi là trừ 1, trừ cho nhân ngược là trừ 1, là trừ 2 đổi dấu thành 2. Tính cao thì che cao đi. Trừ 1 cộng 2 là 1. Như vậy cái mặt phẳng B này bây giờ này, cái mặt phẳng B của ta sau một hồi tính toán thì ta có mặt phẳng B bây giờ là thỏa yêu cầu để qua đây. Con qua điểm nào, con chọn điểm nào đây, con chọn qua điểm B đi ha, qua B. Nó qua 3 điểm này. Sao con? Yes à, để thực hiện cái này thôi. Che cái này đi ha. Lấy cái này nhân cái này trừ 1 này. Trừ 1 cộng cho 2 con, trừ 1 cộng 2. Nhân xuôi mà. Hiểu không? À, nhân ngược lên là cộng 2 không? Vậy 2 trừ 1 là còn 1 không? Đó, được nha. Rồi, 0 2 0. Đó, là qua B à, qua B là 0 2 0. Con chọn điểm nào được với thầy thấy điểm B có nhiều số 0 hơn thì thầy chọn điểm B à. Khi thay vô có số 0 thay vô cho khỏe. Rồi mà có vectơ pháp tuyến nha con, có vectơ pháp tuyến. Là N nó NB nó ta tính trên rồi ha, là 3 2 1. Đó thì lúc đó cái mặt phẳng B nó có dạng, thầy viết tắt luôn nha. Con quen rồi, con thay vô là 3 này. X trừ y chia đôi là x trừ 0. Cộng cho 2 này, y trừ 2. Cộng cho 1, z trừ 0. Đấy, bằng 0. Gom lại là 3x cộng 2y cộng z, tức là thầy làm cái mấy cái này rồi hệ số tự do này là trừ 4 là xong. Đấy, là xong. Đó thì tương tự như vậy còn nhiều bài phía sau này thầy tí là thầy gửi file cho nha. À, thôi chắc có lẽ là tụi con nghỉ đi ha. Đó thì nói tóm lại là muốn lập phương trình mặt phẳng thì con cần cái gì? Con cần hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là một điểm đi qua. À, yếu tố thứ hai là một cái vectơ pháp tuyến. Thì thường thường người ta cho cái vectơ pháp tuyến nó thông qua là cái vectơ hai cái vectơ hiểu không? Cho trước là NB nó vuông với hai vectơ cho trước. NB mà vuông với vectơ A, NB mà vuông với vectơ B thì NB nó sẽ bằng tích có hướng của hai vectơ đó. Là như thế thôi. Hiểu không? Hoặc là nó cho cái vectơ cho cái mặt phẳng song song với mặt phẳng cho trước. Ê, nó cũng nhiều kiểu lắm, nói chung bản chất của nó là ta cũng phải học thuộc các cái dạng được mà ta vẽ hình ra rồi ta xem thử là à cái NB nó vuông với vectơ A là vectơ nào, rồi vectơ NB nó vuông với vectơ B là vectơ nào, nói chung là nó vuông với hai vectơ trong trong cái hình vẽ. Hiểu, con vẽ hình ra thì con nhìn coi cái NB nó vuông với vectơ nào. Thường thì nó cho cái mặt phẳng thì nó sẽ vuông cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đó, hiểu không? Còn nó cho một cái đường thẳng thì nó sẽ vuông cái vectơ chỉ phương, hiểu không? Hay là cái vectơ ví dụ nó vuông, nó vuông vuông cái đường thẳng AB chẳng hạn, hay là song song gì đó thì con nói chung con vẽ hình ra để con nhìn đấy. Rồi tụi con nghỉ nha, thầy tí là thầy gửi file lên cho tụi con. Thầy bye bye tụi con nhá. Đó, chào thầy. Rồi thầy áo luôn. Record.